Ngoại uống thuốc nè ngoại. Dạo này á ngoại lại ho nữa rồi. Ngoại có mệt lắm không hả ngoại? Ngoại ho thôi mà, có gì con lo như vậy? Sao lại không lo? Thôi ngoại uống thuốc đi. Ngoại lại ho nhiều rồi phải không ngoại? Ngoại không sao. Con nói với thằng hai đi. Dạ. Nó cứ nó lo quá rồi nó cằn nhằn ngoại hoài à. Ủa em qua một mình hả? Điện Điển đâu? Con Điển á, nó đi theo má nấu đám cho người ta rồi. Vậy hả? À sáng nay em có đi chợ Châu Đốc, có mua thuốc bổ cho ngoại nè. Em mua làm chi vậy? Dạ. Anh lo cho ngoại được mà. Chân em đỡ đau chưa? Chân bay thì sao vậy Út? Dạ con bị rắn cắn. Nhưng mà không có độc đâu ngoại. Con hết đau rồi, ngoại đừng có lo. Con phải cẩn thận nha. Đi đâu mà để tới mức rắn nó cắn vậy? Dạ. Dạ thôi con đem thuốc cho ngoại rồi con về nha ngoại. Tại vì ngày mai có đám tiệc, người ta đặt bánh hơi nhiều á. Tối nay con phải phụ má làm cho xong. Để thằng hai nó đưa con về nha. Dạ thôi khỏi, con chạy xe đạp qua mà, không có sao đâu. Con gái quê mà, có phải tiểu thư gì đâu ngoại. Dạ vậy thôi con về nha ngoại. Thưa ngoại con về. Để anh đưa em về. Thôi khỏi, anh ở nhà lo cho ngoại đi. Con về nha ngoại. Con về. Hiên. Hiên. Dạ. Ngày mai á em với Điển ra bè nha. Có người bạn mới, anh muốn giới thiệu với tụi em. Bạn mới hả? Ừ. Trời, dạo này anh có bạn nữa hả? Tiến bộ quá ta. Tại người này nghe nói anh có mấy bạn vui lắm, muốn làm quen. Anh nói trước, sợ mai tụi em ngại. Em thì không sao, bạn anh á thì cũng giống như bạn tụi em thôi. Thôi anh vô lo cho ngoại đi, em về nha. Mai á em với Điển sẽ ra bè. Em về. Đông à, giờ chưa ngủ hả con? Bà vô được không? Dạ, vô đi ba. Con mới cười phải không? Dạ. Bà nghe loang thoang, bà tưởng có ai trong này chứ. Dạ con cười đó ba. Lúc nãy con nghĩ tới cuốn sách hồi chiều mắc cười quá cho nên con cười. Nè, con tính khi nào con lên Sài Gòn? Trời đất ơi, ba này, con mới vừa về có mấy bữa à. Con được nghỉ hè tới 2-3 tháng lận. Ba muốn đuổi con hay sao mà ba cứ hối con lên trển hoài vậy? Bậy nè. Bà thấy á, con về đây á, không có ôn bài vở gì hết. Ba sợ con không có tập trung chuyện học hành. Dạ không có đâu ba yên tâm đi. Chuyến này con lên trên đó là tới ngay kỳ thực tập luôn. Giờ có thể con đi tàu tới mấy tháng mới về. Đi cả nước ngoài luôn đó ba. Vậy hả? Rốt cuộc cũng được xuống tàu rồi hả?
Dạ, kỳ này khác lần trước, sẽ được đi vài ngày, qua cả nước ngoài luôn ba. Không có giống như mấy lần trước đâu, toàn thực tập ở trong nước không à. Ở đây á, càng nhiều có gia đình cho con lên Sài Gòn học, ai có tiền chút đỉnh là đầu tư cho con cái hết. Nhưng không phải con ai cũng thành tài. Con học hành được vậy thì ba mừng lắm luôn á. Bởi vậy ba đừng có lo, con sẽ không làm cho ba má thất vọng đâu. Vậy được rồi, ba chỉ hỏi vậy thôi. Khi nào mà con học xong á, đi làm rồi về đây cưới vợ sinh con, ba cho con cái nhà này luôn. Con đi tàu mấy tháng về một lần, có vợ đẹp con ngoan chờ sẵn. Đàn ông nhiêu đó là mãn nguyện lắm rồi, hiểu chưa? Người bạn mà anh Hai Khang nói Út biết là ai không? Không, hôm qua anh nói tao cũng bất ngờ nữa. Nói thiệt á, tao quen có ba đứa mình thôi là đủ rồi. Tự nhiên có người khác vô, tao thấy không có vui lắm. Thôi đi, không chừng bạn mới mày hạp mai mốt bỏ quên tao luôn á. Tao không phải là loại người có trăng quên đèn đâu. Anh Hai, có người bạn muốn làm quen với hai em luôn nè. Ủa cô à, đây là Điên Điển, ở xóm dưới nhà tôi mấy căn. Còn đây là Út Hiền, nhà xa hơn một chút. Họ đều là bạn từ nhỏ tới lớn với tôi á. Còn đây là Mạnh Đông, con của chú Chính Bé. Mạnh Đông học ở trên Sài Gòn, về đây nghỉ hè, không có bạn bè gì nhiều, nên muốn ra đây làm quen với hai người á. Chào cô. Chào anh. Tôi tên là Mạnh Đông. Dạ chào anh. Hồi nãy anh Hai có giới thiệu tên anh rồi mà. Anh nói là anh học ở Sài Gòn, cho nên hèn chi ít gặp mặt. Chứ cái xứ này nó nhỏ lắm, bà con chòm sớm biết mặt nhau hết trơn hả? À, đúng rồi, cô cũng nói đúng á. Đi cậu. Nè. Cảm ơn, ngồi đi. Xin mời, đây là Bòn Bon, ăn lấy Thảo. Làm quen. Dạ. Nè anh, làm quen để anh Hai anh còn đi làm. Út á, còn về lo chuyện nhà. Tôi á, cũng còn nhiều công chuyện lắm. Chứ đâu có ai rảnh như cậu Hai. Con có ông chủ bè cá lớn đâu. Nè. Chắc về đây cũng không có chuyện gì làm ha. Dạ. Họ có mấy bè cá cỡ nào cũng không bằng cơ ngơi nhà mình hết. Con trai họ mà lấy được con gái nhà mình á, không phải là chuột sa hữu nếp à. Có điều á, bà đừng có lộ ra cho họ biết. Phải giữ giá, làm như con gái mình á, có nhiều mối coi lắm. Để họ biết mà đừng có để tuột. Đâu, coi bữa nào đó ông mày ông bả xuống đây chơi một bữa, chiêu đãi dỗ quả gì đó cho có cớ. Thằng con nhà đó học ở Sài Gòn, mùa này chắc cũng về quê nghỉ hè rồi. Bà nói cũng phải, tính sớm sớm, chứ con Máng cũng đâu còn nhỏ nhắn gì. Mà cái tánh đanh đá của nó, tôi sợ nó ế chổng gọng luôn á. Ông giỏi quá ha, tự nhiên nói xấu con gái mình lạng sao. Ngon quá.
chia tớ ít trái cây làm mồi nhậu coi bay. Tám. Gì tám? Tám. Tám chín gì mày? Tám đừng có uống nhiều quá, tám ăn cơm cho no bụng nha. Ủa, có mày ở đây nữa hả con? Dạ, dì Tám. Ê, con ra đây chơi với mấy người bạn ở đây. Bạn? Dạ. À, thì bạn, người ta có nói cái gì đâu. Ủa, dì anh đó hả? Ừ. Tám, dì là chị ruột của tôi. Dì là chị ruột của má tôi á. Sao nhà anh giàu vậy? Không lo cho gì anh tử tế. Để lang thang nhậu nhẹt tối ngày vậy. Điển, sao em hỏi kỳ vậy? Đó là chuyện nhà của cậu hai mà. Em không biết thì hỏi thôi. Bộ anh không thấy kỳ hả? Có gì đâu anh hai. Ai cũng thắc mắc giống như cổ hết á. Chứ đâu phải mình cổ đâu. Mà cái này cũng là chuyện của người lớn. Thật sự tôi cũng không hiểu hết nữa. Tánh của dì Tám tôi là vậy đó. Nhất là sau khi Dưỡng Tám mất. Hèn chi dì Tám cứ uống rượu rồi cầm tấm hình của ông Tám để làm bàn thờ. Ở đâu cũng thờ được hết. Dì Tám. Sao anh không ăn đi? Nè, xoài nhà tôi á ngon lắm á. Cảm ơn cô. Cậu không thích ăn xoài hả? Dạ đâu có. Dì Tám. Trời đất ơi, dì Tám làm con hết hồn à. Vô chơi một xíu rồi về. Coi bọn mừng dữ ha. Mừng chuyện trưa này phải không? Trời ơi. Dì Tám làm ơn đừng có la lớn chuyện này giùm con một cái. Má con mà biết được chuyện này là chết con luôn á. Phải rồi, má mày mà biết thì cầm cây đập mày đầu tới đích, có gì đâu mày lo. Thì đó, bởi vì vậy mà dì Tám phải giữ bí mật giùm con chuyện này nha. Đừng có nói, con ở nhà con buồn lắm, có bạn bè mới thấy vui. Bạn bè? Bạn bè thiệt không đó? Tao nhìn mày như cháu cắn đít vậy. Đâu có, tại vì con chưa quen chứ bộ. Không sao đâu, từ từ riết rồi cũng quen à. Muốn làm bạn thì phải giống người ta, có lê lết ngồi đất, ăn sống uống nguội mà cũng sợ bạn bè cái nỗi gì. Đâu phải là con không dám đâu, tại vì con không quen. Cố gắng quá thì có ích gì đâu. Bạn bè thì phải có tình cảm tự nhiên, chứ không phải ráng mà có được. Hả? Ráng cũng khó thiệt. Đi đứng kiểu gì vậy hai quỷ nhỏ? Chị đi ra cái ào, chị đụng tụi em trước, làm tụi em xém té, giờ chị còn la tụi em nữa. Còn cãi nữa hả? Ừ, tao đụng mày đó, rồi giờ làm gì tao?
thì chị mới xin lỗi chứ. Ở đây là trường học mà. Chị còn la tụi em là sao? Con này dẻo miệng thiệt. Muốn ăn tát hả? Mày làm gì vậy? Làm gì nắm tay tao? Tụi nó còn nhỏ, mày ăn hiếp tụi nó hả? Tao đánh nó đó. Rồi làm sao? Mắc mớ gì tới mày? Đồ cái dân đi làm mướn. Làm mướn thì sao? Cô là gì? Ngon lắm hả? Không biết giàu tới đâu mà làm càng bà gái hết sức à? Mày nói ai bà gái? Hả? Tụi nó cô đó. Rồi sao? Đừng chị ơi, không được gây lộn ở đây đâu. Thầy cô la tụi em chết. Lớn như cô còn không bằng con nít nữa. Tụi nó còn biết không nên gây lộn trong trường. Cô về lấy kiến mà soi lại cái mặt mình đi. Mày đứng lại. À, cô Gia. Cái con này. Nói cho cô biết, cô mà còn kiếm chuyện nữa hả, tôi đánh cô khỏi biết đường về luôn đó. Hai tụi em vô học dạ, đi. Cảm, dạ, ơn, cảm chị. Ơn chị. Như, làm gì mà hôm nay ngồi ở đây vậy? Anh hai, Tụi nó ăn hiếp em. Tụi nào? Thì tụi con nhà nghèo, tụi du côn đó. Tụi nó xô ngã em trong trường. Trời. Rồi còn làm em té nữa. Anh hai, đi cho tụi nó biết tay. Thôi thôi, em đừng hung dữ quá. Anh hiểu rồi, bị té đúng không? Té thì đi vô nhà sức dầu, có gì đâu. Bình thường thôi mà. Cái gì kỳ vậy? Anh phải bên em chứ. Đi tìm con nhỏ đó, đi thôi. Anh á, là anh hiểu em hơn ai hết đó. Em phải làm gì người ta mới chọc ghẹo em. Chứ không bao giờ tự nhiên người ta làm gì em hết đó. Mà anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, không bao giờ được ghẹo người ta là cái đám con nhà nghèo. Tụi du côn này du côn nọ. Mình là người có học, nói năng phải để cho người ta nể, đừng có để người ta cười mình. Vậy cuối cùng anh không đi đòi công bằng cho em hả? Không, anh đã nói rồi, té thì vô nhà sức dầu, còn bực mình quá thì vô ăn trái thốt nốt đi. Chị Sáu làm cho em đó. Vậy đi nha. Anh hai, anh làm anh gì kỳ vậy? Hôm nay không ai đặt bánh hả? Sao mày rảnh ngồi mây mòn vậy? Qua mùa vía rồi, cũng ế lắm. Bánh ngoài chợ rẻ, lại có liền, nên người ta mua ở ngoài không à. Sao mày không kiếm chỗ ra ngoài bán? Mày mà mở hàng bánh hả, là đắt hơn người ta chắc luôn á. Thôi, ngồi chỗ nào cũng thuế má. Mà bán bánh có lời bao nhiêu đâu, chịu không nổi mày ơi. Ê Út, mày thấy tên đó làm sao hả? Tên nào? Thì con trai ông Chín Be đó. Ngày nào cũng lết qua, sớ rớ chung với tụi mình. Thiệt tình. Mày nói gì kỳ vậy Điển? Ảnh là bạn của anh hai. Nói cái gì mà lết qua, rồi sớ rớ, khó nghe quá.
Tao không có ưa nhà giàu, kênh kiệu làm giá. Tàu cá hả? Là anh hai nể chả con ông chủ bè, nên mới dẫn ổng tới chơi thôi. Ngồi ở dưới đất thì lót 8 đôi dép, uống nước cũng sợ dơ nữa, giờ mà thấy bực mình. Thôi, tao thấy người ta cũng đâu đến nỗi nào. Chắc tại ở Sài Gòn lâu nên quen vậy thôi. Thì tao nói vậy thôi, chỉ có ba đứa mình là cũng đủ vui rồi. Tự nhiên cha đó vô, tao thấy mất tự nhiên hết trơn. Con đọc thơ chưa hai? Dạ chưa ngoại. Cũng vậy thôi à. Chắc cũng giống như mấy chục lá thư trước thôi. Con cũng nên đọc đi, để coi nó nói cái gì. Thiệt tình thì ngoại biết là không nên ép con đọc, nhưng mà ngoại, ngoại đâu có lỗi gì. Sao ngoại nói vậy với con? Dù gì má con cũng là con của ngoại. Thiệt tình ngoại cũng không biết nói sao nữa. Nhưng ngoại cũng mong thơ của nó có gì đó thay đổi để bù đắp cho con. Ngoại à, má con bây giờ đã yên phận với gia đình, con cũng không muốn làm má vướng bận đâu ngoại. Con có ngoại là đủ lắm rồi. Còn con ngốt hiền nữa phải không? Con nhát cái kiểu này làm sao mà mở lời với người ta. Tìm cơ hội để cho nó hiểu lòng con đi. Chần chờ hoài, coi chừng ân hận đó nha. Ngoại à, con... Sao vậy con? Dạ không có gì đâu ngoại. Dì sao? Ủa, cậu hai dậy rồi hả? Dạ. Cậu muốn ăn sáng gì để tôi nấu cho? Tôi khổ dì Sáu ơi, hôm nay con không ăn ở nhà. À, dì lựa giùm con vài con khô lóc thì ngon nha. Tôm khô loại bự, với lại mấy cây lạp xưởng nữa. Ủa, cậu định đi đâu hay nấu tiệc gì vậy? Dạ không, con đi ăn cơm. Với lại hùng chút đồ ăn vậy mà. À, tôi hiểu rồi. Để tôi gói cho. À, hôm qua bà chủ mới kêu ngoài chợ chở vô. Cá khô con nào con nấy bự, thịt dày cui à. Dạ dạ dạ. Nè cậu, đi ăn ngon miệng nha. Dạ. Nhớ để dành bụng, chiều về ăn cơm nha. Dạ, cô chào dì Sáu. Bà Sáu, bữa nay ăn cơm với gì vậy? Dạ. Ủa, cái gì vậy anh hai? Anh tính đi đâu đó? Có cần phải khai không? Để ý tới chuyện người ta làm chi vậy? Em đó, ăn nói cho đàng hoàng, đừng có hỗn hào với người lớn, riết rồi nó quen đó. Cô ăn gì không tôi nấu. Ủa, anh cúng ai vậy anh Đông? Ừ.
Đâu có, tôi dọn vậy ăn cho nó sạch. Ngồi xuống đi. Ngồi đi. Hôm nay tôi đem theo nhiều món ngon lắm á. Anh hai Điển. Cảm ơn. Út Hiền. Út Hiền, ăn đi. Làm xưởng thịt không, ngon lắm. Dạ, cảm ơn anh. Sao cậu đem nhiều vậy Đông? Có gì ăn lấy được rồi mà. Có gì đâu anh hai, ăn cho vui thôi mà. Nè, đây, uống vậy cho nó vệ sinh. Chứ nước đá để ngoài dính bụi vô, uống vậy ra bụng lắm. Mọi người ăn đi, ăn cho thiệt nhiều vô nha. Ăn đi anh hai. Nè, ngon lắm. Thiệt không? Có chuyện đó nữa sao? Con nói thiệt đó. Nếu như lần này á, má mà không để ý anh hai á, là có chuyện lớn đó nha. Không lẽ nào vậy? Nó về đây nè, mà nó ở nhà tối ngày à. Có ra đường thì đi với ba mày. Ở đâu mà quen với bọn làm thuê làm mướn chứ. Má không tin á, thì má thử đụng tới mấy người đó coi. Anh hai anh nhảy đổng lên liền à. Trời ơi, cái gì mà không xảy ra được hả má? Người ta nói chết xuống Diêm Vương mới thấy ma lưỡi dài. Ai ngờ ban ngày mà cũng xuất hiện. Dì Tám, dì nói ai ma lửa dài? Dì nói tôi phải không? Bay thì không những mỏ dài, lưỡi còn dài nữa. Chọt đầu này, chọt đầu kia. Dì nói gì? Thôi, con. Chị Tám, chị ở ngoài chị rành nhất. Chị có thấy thằng Đông nhà mình á giao du với mấy đứa nào ngoài đó không chị? Thời buổi này đâu có chuyện nuôi do thám. Muốn biết thì tự đi lùng đi. Hỏi han làm gì? Mệt. Đó, má thấy không? Con nói đâu có đó mà. Má tin con chưa? Cốt. Cốt. Điển, ngừng lại coi anh đang muốn nói gì kìa Điển. Trời ơi, mệt ghê. Cái gì nữa không biết, ngừng lại đi. Anh có sao không? Gì mà anh rượt theo dữ vậy? Có chuyện gì thì nói lẹ đi. Tụi tôi nhà nghèo nên bận làm lắm, không có rảnh như chủ bè cá đâu. Điển này. Cô, từ bữa giờ tôi chưa có dịp nào nói lời cảm ơn cô. Tôi không nhận đâu. Cảm ơn cô, tôi tặng cô đó. Cô đã cứu tôi hôm trước, cô nhận đi. Không, tôi buồn lắm. Cảm ơn cô đã nhận quà nha. Cảm ơn cô nha. Cái gì vậy? Đừng có nói hả, cái người mà làm mày bị rắn cắn là thằng Chả nha. Đi. Hai, ba, bốn, sáu, tám, mười, mười hai, mười bốn, mười sáu. Cứ đà này, không biết để dành tới chừng nào mới đủ đây. Gì vậy? Gì mà mặt chầm chầm vậy?
Anh hai, anh chắc chắn cha nội Mạnh Đông đó không có ý làm quen anh từ đầu chứ. Làm sao? Anh không hiểu. Ngồi đi. Em có cảm giác á, cha đó có ý gì với Út Hiền á. Mặt trẻ gian gian làm sao á. Trời. Làm gì có. Mà anh Đông làm sao biết anh quen với Út Hiền được? Em nghi lắm. Giờ em mới biết là chả là người làm cho Út Hiền bị rắn cắn á. Vậy là họ biết nhau từ trước khi biết anh rồi. Thiệt sao? Em nói thiệt hả? Trời, em nói thiệt chứ bộ. Mới hồi chiều nè, thằng chả còn được theo hả, tặng quà con Út nữa. Em nghi lắm. Rõ ràng là ổng đi theo mình là có mục đích mà. Thiệt sao? Em nói thiệt hả? Trời, em nói thiệt chứ bộ. Mới hồi chiều nè, thằng chả còn được theo hả, tặng quà con Út nữa. Em nghi lắm. Rõ ràng là ổng đi theo mình là có mục đích mà. Thiệt vậy sao? Vậy là bây giờ ngày nào còn hai cũng xuống bè cá chơi hả? Dạ, ngày nào cũng xuống bè chơi. Mà cậu hai đi mình hay đi với ông chủ vậy? Dạ, một mình. Thường là ban trưa, không có nói chuyện với ai ngoài Hai Khang hết. Sau đó lên bờ, tụ tập ăn uống ở chợ. Hai Khang là ai vậy? Dạ, làm ở dưới bè. Làm việc siêng lắm. Nó có đám bạn gì đó, hay tới kiếm chơi, nên cậu hai muốn làm quen. Đó, má thấy chưa, con đoán như thần vậy đó. Được rồi, chú về đi. Không có gì đâu, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Dạ. Má, chuyện vậy á mà má tính im re thiệt hả? Qua bển, kêu anh hai mày qua đây cho tao biểu.
Má, má kêu con hả má? Ngồi xuống, cho má hỏi chuyện một chút. Dạ. Mấy bữa nay ở nhà con làm cái gì? Đợt này, sao má không thấy con chú ý bài vở như hồi trước? Cái chuyện má vừa mới hỏi con, ba cũng hỏi rồi. Tại vì nghỉ hè xong, con lên trường con đi theo tàu luôn. Thực tập mấy tháng con mới về lận. Đợt này con học lý thuyết, cho nên bài vở cũng ít lắm á. Vậy con rảnh quá ha. Ừ. Hèn chi, anh hai đâu có thèm dẫn em đi chơi như hồi trước. Có bạn bè vui quá, nên đâu có để ý tới em gái này nữa. Chỗ anh hai đang nói chuyện với má, đừng có xen vô được không? Ừ. Nó nói đúng, con la nó cái gì? Có phải lúc này con hay đi xuống bè cá, tụ tập chơi bờ với đám nhân công ở dưới không? Tại vì ba đó, ba muốn con xuống bè tham quan cho biết quá trình nuôi cá. Ba nói dù gì đó cũng là sự sản của gia đình mình. Ba nói con không được lơ là. Má đâu có nói chuyện đó. Má hỏi con nè, có phải con tụ tập chơi bời với mấy đứa nhân công làm việc ở dưới đó không? Má, sao má nói gì kỳ vậy má? Thời buổi này đâu phải là thời kỳ phong kiến đâu mà má còn phân biệt chủ với tớ nữa. Con đừng có dạy đời má. Thời buổi nào cũng vậy thôi. Chủ là chủ, tớ là tớ, không có nhập nhằng chung chạ. Nhưng mà con cũng phải ra ngoài có bạn có bè chứ, lúc nào cũng rú nhà hoài đâu có được má. Bạn bè thì thiếu gì, má đã dặn con về nhà thì rủ bạn tới đây chơi. Nhà mình có thiếu thốn gì đâu mà không tiếp đón bạn con được chứ. Trời ơi, bạn bè con đứa nào nó cũng có quê hết. Nghỉ hè tụi nó cũng lo về quê rồi, hơi đâu mà rảnh xuống đây chơi với con. Nếu vậy á, con tìm một cái chuyện gì bổ ích chơi vui trong mấy tháng hè đi. Đừng qua lại với mấy đám nhân công đó nữa. Má không có thích chút nào hết á. Má, con má... Ê, Tám Tám. Chị Tám, vô tôi nói này nè chị. Tám, Tám ngồi đi. Dữ không? Bữa nay gì có chuyện muốn nói với tôi. Chắc lát nữa mưa luồn quá. Chị dù gì cũng là dì của nó. Chị ở dưới bè cá cả ngày, chắc chắn là chị biết mấy cái chuyện này. Sao chị không cản nó? Chuyện gì? Thằng Đông la cà giao du với mấy đứa ở dưới bè cá. Chị đừng nói với tôi là chị không có biết nha. Tôi biết đó rồi sao? Chị biết mà chị để nó làm vậy hả? Chị còn một ruột với cái đám ở dưới đó. Tôi không biết thì không nói đi, nhưng mà thằng Đông là cháu của chị mà. Chị phải giữ thể diện cho nó chứ. Mắc gì tôi cạn. Cái thứ làm sai chừng dần ra đó, tôi còn không thèm nói. Nói chi nó làm đúng, tôi lại cạn. Chị á. Má, im đi. Má coi bà chửi xéo con kìa. Ê, không có hổn với gì nghe chưa? Đánh bây giờ. Má, cái chuyện đó là chuyện của con làm. Chị Tám có lỗi gì đâu mà sao má la gì như vậy? Chị là gì phải biết ngó chừng cháu của mình chứ. Còn con nữa, má cấm con từ đây trở đi không được xuống bè cá nữa, biết không? Má, không nói nhiều nữa. Con mà còn dám bước chân giao du với cái tụi dưới đó, coi chừng má đó. Đúng là cái tật có đánh chết cũng không chờ nữa. Thiệt tình.
Anh định đi đâu vậy? Anh tính ra bè cá nữa phải không? Anh đi đâu là chuyện của anh, hỏi làm gì, lanh chanh quá. Má nói á, anh đi đâu á má phải biết. Anh định cãi lời má hả? Má giờ nên mới nói vậy thôi. Đợi từ từ, anh nói chuyện với má. Em đừng có xía cho chuyện của anh là được. Em mét má đó, em không cho anh đi. Sao anh lại hạ thấp mình chơi với mấy người đó chứ? Nè, mấy người đó là mấy người nào? Em thử nhớ lại đi. Hồi năm ngoái á, em ham chơi leo xuống sườn nhỏ, suýt chết chìm giữa sông rồi. Ai cứu em thoát khỏi tay Hà Bá? Bộ không phải mấy chú làm với bè sao? Bây giờ còn kêu người ta là họ này họ nọ, người đó này người đó nọ. Lúc đó họ cứu em tại vì em là con ông chủ, ơn nghĩa gì. Dư à, em bây giờ quá hư rồi. Hồi nhỏ em đâu có như vậy đâu. Anh lên Sài Gòn học, không có ai ở nhà chăm sóc kìm kẹp em. Bây giờ em ra nông nỗi này đó hả? Ý con nói á là ba má ở nhà không biết dạy con Như, nên con Như mới ra vậy phải không? Má, má, anh Hai á, anh đòi đi ra ngoài, con cản ảnh, ảnh còn la con nữa. Thôi im đi. Má, con chỉ giao lưu bạn bè ít ngày cho vui rồi con lên Sài Gòn học, chứ con có làm gì bậy bạ đâu mà má phải lo. Má đã dặn con từ lâu rồi, tuyệt đối không giao du với những người không cùng giai phải lứa với mình. Con phải biết con là ai, đừng để người ta đổ đầu mình. Má, con chỉ biết một điều, con với họ đều là con người, con không có lý do gì để phải xa lánh họ hết. Đó đó, thấy chưa? Mới có qua lại với cái đám đó vài bữa à, rồi về đây trả treo với cha mẹ. Con thấy má với con Như vô lý quá. Má muốn nghĩ sao tùy má, con đi đây. Con không thể ở lì trong căn nhà này nữa, con xin lỗi má. Cái thằng này, mày thấy không? Nó dám cãi lời má đó. Má, má, má yên tâm đi, má đừng có lo. Để con đi theo anh Hai con rình cho, để con coi coi anh Hai giao du la cà với cái đám nào mà dám cãi lời má như vậy chứ. Ở ngoài này không có gì vui. Trời thì nắng, người thì chắc chán dữ lắm. Ở trong túi em về mà mát mẻ, yên lành phải không anh? Tám. Sao ông vô nhà nằm nghỉ, trưa trời trưa trật ngồi ngoài này chi cho nắng vậy? Tại trong lòng tôi lạnh quá, ngồi ngoài này hưởng chút nắng cho ấm lòng. Ôi trời. Trời ơi, chị nói như nhà thơ miệt vườn không bằng vậy. Ấm đâu không thấy. Trời ơi, oi kiểu này dễ bệnh chết đi à. Vô nhà đi chị. Tôi thả bầy gà ngoài này nó hôi lắm, mát mẻ gì đâu. Hả? À. Dương nè. À. Cái gì? À, không có gì. Tôi dòm Dương, tôi nhớ tới hồi xưa. Mà thôi, Dương vô đi. Kệ tôi, đừng có để ý. Thank you.
tụi em về đây, tối tụi em qua thăm ngoại. Anh thích gì nữa tụi em đem qua cho. Thôi khỏi, anh ăn cơm ngoại nấu được rồi. Thôi em đừng có lo, mai cậu Đông lại tới chơi hả? Em có lo gì đâu anh. Thôi em về, chiều nay em còn chở máy đi giao bánh nữa. Trời ơi, tưởng cuối buổi không gặp rồi mà giờ cũng gặp nữa, thiệt tình. Xin lỗi nha, tại vì hôm nay ở nhà có chuyện cho nên. Ủa, mà hai cô định về giờ luôn hả? Cậu đâu mà, nếu ngày mai, ngày kia, ngày kìa cậu bận không tới cũng được, không có sao. Điểm. Bây giờ tôi phải quay lại bè, cậu cơm nước gì chưa? Dạ tôi chưa có đói. Anh đừng có lo, tôi tới đây là để cho mọi người biết là tôi tới không được là có lý do. Vậy ngày mai anh ra sớm nha. Hôm nay Điển kho mắm ngon lắm, anh hai mời mấy người trên bè ăn hết trơn rồi, tiếc là anh không được ăn. Ai kho cho ổng ăn mà tự nhiên mời Điển? Thôi mà mày làm gì kỳ lắm. Điện Điện nó thích giỡn lắm. Vậy thôi tụi em về nha. Em chạy xe về cẩn thận nha, mai gặp lại ha. Dạ. Bắt tại trận rồi nha. Thì ra là mấy người. Nhớ, em làm gì vậy? À, tao nhớ mày rồi. Mày là cái con nhỏ xô tao ở trường hôm trước phải không? Hôm nay tới dụ dỗ anh tao hả? Chuyện gì vậy? Cô đó là ai vậy? Không có gì đâu, chó điên sủa bậy á mà. Điển, thứ vô học, mày nói gì vậy? Định gù anh tao để lợi dụng chứ gì? Con chó điên này là nhà anh nuôi hả? Đem về xích lại giùm đi. Điển, gì mà sủa ôm sờ mất trật tự quá à. Đại cô à, em gái tôi hơi nóng, nhưng mà cô cũng đừng có nặng lời quá. Có chuyện gì thì từ từ mà nói. Anh nhìn cô ta coi, có thể từ từ được không? Để rồi mày coi, dám đụng tới tao. Anh hai, con nhỏ này á, bữa trước nó đánh em ở trường á, anh dạy cho nó biết tay đi anh hai. Đi gì liền? Ai cứ tới đây làm lớn lên hả? Bộ không thấy người ta lớn tuổi hơn mình sao? Khiến người ta là con nhỏ này con nhỏ kia. Vậy hai anh em nhà mấy người á, muốn đóng tuồng á thì về nhà mà đóng. Ở đây không ai rảnh coi đâu. Mày hả? Tao sẽ cho mày biết tay. Tao đuổi cổ hết mấy người dưới bè cho mày biết. Xin lỗi nha cô ba, tôi không phải là dân trên bè, mà cô thích đuổi là đuổi. Làm sao giờ? Thôi đi, tôi không giúp cô tội nguyện được rồi. Điện. Thôi đừng có làm lớn chuyện, dù gì anh hai cũng làm bè cá đó. Út, mình về đi, để người ta muốn đóng tuồng gì thì đóng. Xin lỗi cô nha, chỉ là hiểu lầm thôi. Không hiểu lầm gì? Có gì hiểu lầm? Thấy anh tao bảnh bao, có tiền, học giỏi, tính dụ dỗ hả? Út à, hôm nay tao mà nhịn là tao bỏ cơm cả tháng đó. Kệ tao đi. Nói gì con nghe đây? Hả? Buông em ra. Mày dạy nó bài học mới được. Thôi mày vô đây hả? Con làm muốn. Ôi, đi về, đi. Cho mày ra, ra. Đi mà lỗi cô nha. Buông em ra. Con dậy đi mà, dậy đi con. Thôi mà con, để rồi má sẽ tính vụ này cho. Nín đi, ra ngoài ăn cơm đi con, đừng khóc nữa. Khóc khóc cái gì, cũng tại em hết. Tự nhiên chạy lại la lối ôm sồm. Người ta không đánh em là còn nhẹ đó. Em con bị vậy, con không nói tiếng nào an ủi nó, mà cũng tại con hết á. Nếu nghe lời má, đừng có dính với cái đám đó thì đâu có chuyện gì. Như dậy ra ăn cơm. Má nói rồi, ra ăn cơm đi mà. Nghe lời má đi con, đi con, dậy đi.
Dạ mời chú. Cảm ơn cô. Cảm ơn chị, xong hết dạ, rồi dạ, hả? Dạ. Cảm ơn. Bóc thêm hai thang nữa. Dạ dạ. Trộn lại dùm em đi chị. Xin lỗi. Có phải là anh Chính phải không? Đúng là Chính Bê rồi. Anh nhớ tôi không? Dạ anh là... Tôi là Bãi Nèo nè. Cái hồi mà hai mươi mấy năm về trước á, tôi thì ở cái bên tiệm may cô Mộc Thúy á, cái chỗ mà cô Tư làm thợ may đó, nhớ không? Ồ, tôi nhớ rồi. Nhớ rồi phải không? Anh là anh Bảy phải không? À, đúng rồi. Lâm là anh khỏe không? Tôi khỏe. Mà má sắp nhỏ nó đau. Dạ. Tôi ghé mua thuốc. À, dạ. Còn anh mua thuốc cho ai vậy? Tôi đi mua thuốc cho tôi. À. Thuốc trị đau lưng thôi. Ừ. Chứ không có gì trầm trọng hết. Ồ, quá tốt rồi. Mà lóng rài của tôi khỏe không anh? Hai người có mấy đứa rồi? Tôi với cổ không có thành. Tôi với bà xã tôi có hai đứa. Ừ. Một trai một gái. Xin lỗi. Tại hồi đó thấy anh Chính thương cô Tư quá. Tôi đâu có chị hai người không có thành với nhau. Dạ. Dạ lâu quá rồi mà. Hai mươi mấy năm rồi. Tôi còn không biết giờ cổ ở đâu nữa. Thôi tôi phải mua thuốc. Nhà tôi ở ngoài chợ á, ngay sóng đình á. Anh Chính có rảnh là ghé tôi chơi, làm vài ly nói chuyện xưa chơi ha. Dạ rồi, chào anh nghe. Rồi, dạ. rồi. Khi nào rảnh rỗi tôi sẽ ghé tôi thăm anh. Rồi. Dạ. Nhớ là anh Chính ghé nhà tôi chơi ha. Dạ. Chiếc to thuốc này chị. Dạ, đây nè chị. Chuyện gì không cậu? Sao tự nhiên gọi anh bằng cậu vậy? Trời đất ơi, thời buổi này mà còn kêu bằng cậu nữa. Nhưng mà chỉ có hai người gọi bằng anh nghe nó kỳ kỳ sao á. Trời, thế kỷ 21 rồi, giờ này mà còn kêu bằng cậu nữa, người ta tưởng là đang coi cải lương đó. Người ta cười mình chết đó. Nhưng mà cái chuyện xảy ra sáng hôm nay á, em sợ lắm đúng không? Nếu như mà gia đình anh không muốn á, thì sau này anh đừng ra tìm tụi em nữa. Mắc công trong nhà xào xáo thì lớn chuyện lắm. Em không muốn đâu. Không sao đâu. Anh thu xếp được mà. Chuyện đó rất là nhỏ. Nhưng mà lý do anh hẹn em ra đây á, không phải vì chuyện đó đâu. Vậy có chuyện khác sao? Cái quà anh tặng em không thích sao? Sao không thấy em xài? Dạ em thích. Nhưng mà mắc tiền quá à. Em thấy không tiện. Nếu có dịp đi đám cưới á, em sẽ xài. Anh xin lỗi nha. Anh tặng quà mà không nghĩ tới cảm nhận của em. Sau này anh sẽ chọn những thứ phù hợp để em có thể xài hàng ngày. Em đừng có buồn anh nhớ. Dạ không cần đâu. Một món đó là đủ rồi. Tại em thấy tiếc nên không dám xài thường xuyên. Công nhận ngộ thiệt ha. Lớn lên ở xứ này với nhau hơn 20 năm rồi mà sao giờ anh mới biết em ta. Thiệt là tức ghê. Xứ này biết bao nhiêu người, đâu có ai biết ai hết đâu.
Nhưng mà bây giờ anh đã biết rồi. Sau này tụi mình sẽ ở bên nhau, em có chịu không? Chịu không? Sao em không trả lời anh? Sao em không trả lời anh? Em không biết. Út, đứng lại, em phải biết chứ. Đứng lại. Em không biết đâu. Nè, em phải biết chứ. Hả? Em không biết thiệt mà. Đứng lại. Anh hai, em có nhìn lộn không vậy? Sao anh kiếm em giờ này? Tự nhiên muốn gặp em cho nên anh tới. Anh làm em muốn đứng tim á. Anh muốn gặp em sao? Ừ. Anh ngồi đi. Lúc này anh muốn gặp em hơn bất kỳ lúc nào hết. Có sao không vậy? Em rảnh mà. Anh có chuyện gì muốn nói với em hả? Em tin trên đời này có tình yêu sét đánh không? Tình yêu sét đánh hả? Phải. Cái kiểu tình cảm mà mới gặp là yêu liền đó. Em tin không vậy? Có. Em nghe nhiều người nói cái vụ này nhiều lắm à. Mà sao anh lại hỏi em chuyện này? Nè, sao tự nhiên hỏi vụ đó rồi em ru luôn vậy? Thì tại anh muốn biết vậy mà. Chuyện liên quan đến tình yêu nên anh mới tìm tới đây hỏi em. Chứ nếu mà anh nói với ngoại, ngoại cũng đâu có biết ba cái vụ tình yêu sét đánh đâu, đúng không? Anh nói đúng. Mà anh cũng phải để cho em chuẩn bị. Chứ nói bất ngờ quá. Em... Chuyện tình yêu mà làm sao chuẩn bị được hả em? Không phải vừa hồi nãy em cũng nói là có tình yêu sét đánh trên đời hả? Thì... phải rồi. Hôm nay trời đẹp thiệt. Đúng là một đêm rất hợp để nói chuyện tình yêu. Thấy cái lồng cá nào mà có dấu hiệu bị đốm đỏ? Dạ, lồng thứ ba ở dưới đôi bè. Hôm qua con có kiểm tra, thấy cá bỏ ăn ra nhớt. Chắc phải gọi trạm thủy sản tới để kiểm tra một đợt cho bè thôi chú à. Vậy thì cậu tranh thủ xuống với trạm thủy sản á, mời người ta tới đây coi giùm. Dạ. Tôi lo vụ mua thức ăn cho cá mấy ngày nay cũng đuối quá. Bên công ty cung cấp thức ăn cho cá để đợi tăng giá sao chú? Làm ăn bây giờ càng lúc càng khó. Mình giữ được bè cá là hay rồi. Chứ người ta bây giờ dẹp cũng nhiều lắm. Bán ra thì lời quá ít, mà vốn liếng bỏ ra thì nhiều quá trời.
Ủa, bà xuống đây chi vậy? Thiệt tình à, có chuyện gì thì nói ở nhà, tại sao phải theo tôi xuống chỗ làm ăn mà hạch hỏi? Giờ tôi không có quyền đi kiểm tra sổ sách tiền bạc của cải trong cái nhà này sao? Bao nhiêu tiền của thì để ở nhà hết. Ở trên bè này có cất giữ tiền đâu mà bà nói. Tiền của ở trong nhà thì cũng từ trong cái sổ sách này ra nè. Tôi phải kiểm tra coi có khớp không, thừa thiếu đồng nào để tôi còn biết. Thiếu cái gì mà thiếu? Tới tiền cà phê của tôi còn không có để uống, mà bà còn nghi ngờ này kia kia nọ nữa. Tôi sợ bà quá rồi nghe. Tôi cũng sợ ông lắm rồi. Làm vợ ông hơn 20 năm, không có năm nào tôi sống mà không phải phập phồng lo sợ vì cái thói trăng qua của ông chứ. Đó là do bà tự bà làm khổ bà. Tôi không có cái cách nào mà nói với bà được hết. Nè, còn mấy cuốn kìa, bà coi cho đã đi, rồi đừng có hạch què nữa. Tôi sắp chết vì bà rồi. Má, bữa con kêu má hỏi chồng cho con ở dưới cầu quay, nhà bên đó nói sao mà má im gu vậy? Trời ơi, bà nói nhỏ giùm cái. Gì mà đi hỏi chồng cho con? Người ngoài nghe được là mất giá nghe chưa? Mất giá gì? Con muốn chồng thì nói con muốn chồng, ai cười thì con bẻ gãy 10 cái răng. Bây giờ con muốn biết là có hỏi chồng được cho con không? Má tính sao rồi mà cứ thấy em ngu hoài vậy? Cái đám đó thôi đi. Cái thằng đó mà mày cũng đòi cưới nữa. Nhà thì nghèo, dòm nó như con trâu nước vậy đó. Rể nhà này á cũng phải lựa người đẹp trai, trí thức để còn nở mặt nở mày, chứ không phải ai mà muốn nhào vô cũng được đâu con. Má, má dòm thử coi là con có thể lựa được ai không? Chứ con nói thiệt á, là cái khu này nhỏ tuổi hơn con, tụi nó lấy chồng đẻ con hết trơn rồi, giờ còn kêu ai rước nữa. Mệt quá à, con không biết đâu, má phải đi hỏi ảnh cho con. Yên tâm đi, ba má nhắm rồi. Ưng cái thằng trâu nước đó làm gì? Ba má chọn cho con một cái thằng vừa đẹp trai, vừa học giỏi, lại con nhà giàu. Con chịu không? Thiệt hả má? Má nói ai vậy? Mà cái người đó có chịu con không? Mắc gì không chịu. Ở trên đời này không có cái gì mà qua được tiền hết. Dòm cái mớ của hồi môn mà ba má cho mày, nó mà không chịu mới là lạ đó. Má, vậy người đó là ai vậy má? Con của bạn ba mày ở trên Châu Đốc. Nhà có mấy bè cá ngon dữ lắm con. Tú có trên Châu Đốc lận hả má? Ừ, cái thằng này học ở trên Sài Gòn luôn nha. Nghe nó học hàng hải đó. Ba mày sắp xếp rồi, chắc cuối tuần này mời họ lên đây chơi một bữa, chừng đó cho mày lên mặt. Thiên hạ ở đây lát con mắt luôn, khỏi nói nhà này có con gái ế à. Trời má ơi, cái con, tôi thương má quá má ơi. Anh hai, anh hai. Ủa, cậu đâu? Anh hai, anh đi đâu ngày này vậy anh hai? À, tôi xuống trạm thủy sản kêu người ta lên coi cá bệnh. Mà cậu đi đâu vậy? Dạ, con giấu gì anh hai. Định ra chợ mua sắp giải, tính ghé bè nhờ anh đưa chú Hiền giùm. May quá gặp anh ở đây. Anh hai, anh cầm đưa cho cổ được không? Cậu mua đồ cho Út Hiền hả? Dạ, đem xuống bè nhiều người để ý lắm.
rồi người ta nó ra nó vô bất công. Anh hai, tôi cố tình chọn cái màu nhã nhặn á, chắc chắn là Hiền sẽ thích đó. Đây, anh hai đưa giùm tôi nha. Thì chắc là vậy rồi. Anh hai, cảm ơn anh nhiều nha. Nếu mà không có anh á, tôi không biết sao mà tôi kiếm ra được Hiền nữa. Ngày đầu tiên Cốt cô nhảy ra cứu tôi bị thương á, là tôi biết chắc chắn Cốt còn có duyên với tôi rồi. Duyên số do ông trời sắp đặt đó anh hai. Cậu học ở Sài Gòn, tân tiến vậy mà cũng tin vào chuyện duyên số nữa sao? Trời ơi, tin chứ. Hồi nào giờ á, tôi học ở Sài Gòn mà không có quyến luyến cô gái nào hết á. Vừa mới về quê là đụng liền một người là tôi biết chắc cô gái này đó là định mệnh của đời mình rồi đó anh hai. Anh thấy thần kỳ không? Y như là trong phim vậy đó anh hai. Giúp nghe anh hai, em đi nha. Chị Tám. Tôi đâu phải ma, sao chị thấy tôi chị đi luôn vậy? Có khi người còn đáng sợ hơn ma nữa chứ bộ. Mấy chục năm nay chị quán tôi cái gì mà chị coi tôi không khác người dưng vậy? Chị khoái móc hàm móc họng tôi. Chị coi tôi là gì hả chị Tám? Cái câu này hình như để tôi hỏi gì mới đúng. Tôi đã không thèm hỏi rồi mà sao dì lại hỏi tôi chứ? Chuyện của 20 mấy năm trước, chị tính tới chừng nào chị mới cho tôi biết vậy? Dì muốn biết cái gì? Chị rõ hơn tôi mà, sao chị còn hỏi đố tôi nữa? Tôi già rồi, đầu óc loạn xạ hết trơn. Trong này chỉ toàn rượu thôi, không còn ngó ngách nào cho chuyện cũ đâu. Dì đừng cố đầu bới chi cho mất công. Chị tin để tôi chết dần chết mòn khi nghĩ tới chuyện này tới chừng nào hả chị? Rượu để lâu hỏng đại, mùi gì cũng bay mất tiêu hết trơn. Đẹp quá à. Mà anh Đông nhờ anh đưa giùm em thiệt hả anh hai? Ừ, của cậu Đông nhờ anh đưa. Mà nếu em không muốn nhận, để anh đưa lại cho cậu. À, thôi, mắc công lắm, chạy qua chạy lại hoài cũng mệt. Để khi nào gặp ảnh á, em sẽ nói với ảnh sau này đừng có mua gì cho em nữa. Em tính gặp cậu thiệt hả Út? Dạ. Không lẽ người ta có lòng mà mình lơ luôn không gặp thì kỳ lắm. Em thừa biết cậu Đông để ý em có đúng không? Rồi em tính sao? Em đâu có biết làm sao đâu. Nhà ảnh giàu, còn nhà em nghèo, đâu có xứng. Bởi vậy anh mới nói em không có ưng á, thì đừng để cậu Đông hiểu lầm. Cậu lại nghĩ em tạo cớ cho cậu. Anh hai, thời buổi này văn minh rồi, đâu còn có chuyện phân biệt sang hèn thứ cấp nữa, đúng không anh hai? Ừ, chắc là vậy. Mà sao em hỏi vậy? Em chỉ nghĩ vậy thôi à, không có gì đâu. Cảm ơn anh đưa cái này cho em nha. Cho em gửi lời cảm ơn ảnh, anh chuyển lời giùm em luôn nha. Anh về nha. Dạ, anh về. Thank you.
con chim đậu mà anh không bắt, đi bắt con chim bay. Cưới em không đặng hò ơ, cưới em không đặng hò ơ, cưới em không đặng anh thương hoài ngàn năm. Đó, thấy không, nghe không, ông còn thương hoài ngàn năm với người ta. Giờ ông ngồi đây mà ông không biết thương nhớ gì hết trơn á. Má kỳ quá, ba hát thôi mà má cũng giận nữa. Mấy câu hò đó xứ này ai mà không thuộc. Ai hò thì kệ người ta, người ta thì không có ý gì. Còn ba mày á, rõ ràng là luyến lưu, nhung nhớ nên mới thốt ra những lời đó. Mày á, binh ba mày nữa. Thôi, hết tóc ngứa rồi, trả má. Con qua bên nhỏ bạn, đổi mấy cuốn truyện, chút về má nha. Ừ, đi biết đường về á. Dạ. Bực bội thiệt. Không có chuyện gì thì ở nhà đi, mất cái gì mà ông cứ mò xuống dưới đó hoài vậy. Bà nói lạ không, mình là chủ, không có việc thì cũng phải có mặt chứ không lẽ nằm nhà. Từ lúc nhân công nó làm biếng á thì ai nói tụi nó. Ông lựa mấy đứa nào tin cậy mà mướn. Mướn chi bả thứ cô hồn rồi sợ nó làm biếng. Vậy giờ bà không cho tôi ra đường chứ gì? Nói đại đi, sao nhiều lý do quá vậy? Ờ, thì ý tôi vậy á. Ông ra ngoài có ích lợi gì? Nhậu nhẹt thì bỏ tiền ra bao người khác, không thì liếc mắt đưa tình với mấy chủ quán nhậu, tìm hộp dịch lộn, thuốc lá. Đi ra ngoài gây chuyện kiểu ông á, có xích lại mới an toàn. Nè, bà nói chuyện cho đàng hoàng nghe. Bà tưởng tôi là chó hay sao mà xích? Riết rồi không biết bà là vợ tôi hay là bà nội tôi nữa. Không đi chứ gì? Vậy thì không đi. Bà tưởng tôi sợ bà hả? Tránh ra. Hôm nay phụ với má mày sao không qua đây giờ này vậy? Dạ, hôm nay con nấu món canh chua cá linh, đem qua cho ngoại với anh hai ăn cho đủ bữa. Cái này để cho thằng hai nó về nó ăn. Ngoại bây giờ bao tử yếu lắm, ăn vô sợ nó không có tiêu. Vậy giờ con đem vô bếp để nha ngoại. Rồi lát anh hai về á, ngoại nói anh hai hâm lại ăn. Ngoại phơi khô để dành ăn hay bán vậy? Ngoại tính bán mà có nhiêu con đâu, chắc để cho thằng hai nó ăn. Trong nhà cũng không có gì ngon con à. Ngoại, ngoại để mấy cái đó con trở cho. Mấy chuyện này con rành lắm. Ngoại vô nhà đi, ở đây nắng lắm. Ngoại làm được rồi, có nhúm à, mất công giơ tay con. Anh hai á, anh làm suốt ngày trên bè cực vậy mà hả, nhà ông Chính cho ăn uống keo kiệt lắm, mà ảnh cũng tằn tiện thiệt. Bữa con nấu mắm kho
mà ép lắm anh mới ăn được mấy chén đó ngoại. Chắc là hả anh lo ngoại bệnh nên không dám ăn xài. Ngoại cũng đỡ rồi, mấy bữa nay trong người hết đau, hết nhức, hết ho luôn. Ngoại, ngoại kêu ảnh mau mau cưới vợ để có người phụ ngoại chuyện nhà cửa nữa chứ. Khỏi cần ngoại biểu, nó cũng có ý cưới vợ rồi. Ảnh muốn cưới vợ thiệt hả ngoại? Đó, ở trong đó đó, bí mật của nó đó nghe. Làm bao nhiêu tiền nó bỏ vô trong đó hết, nói là để dành cưới vợ. Ngoại nhắm chừng ngày đó không còn lâu nữa đâu. Anh này, sao anh không nói gì với mình hết trơn vậy ta? Ngoại nói rồi, nó muốn giữ bí mật mà. Ngoại, ngoại yên tâm đi, con không nói với ai đâu. Con hứa với ngoại á, là con sẽ là đứa cháu dâu tốt nhất của ngoại luôn. Con sẽ lo trong nhà ngoài ngõ, không có để cho ngoại với lại ảnh phải bận lòng đâu. Ngoại yên tâm nha. Con đi nha ngoại. Tôi chết rồi, nó nói gì vậy cả? Cái đứa mà thằng hai muốn cưới đâu phải là nó. Ông ơi, trời ơi, bỏ giùm cái mớ chim chóc của ông đi. Con mén nó bỏ nhà đi đâu mất tiêu rồi kìa. Trời ơi, đi đâu được mà đi. Ngày nào nó không lông bông la cà chung quanh đây. Mà bà kiếm đó làm chi? Ông muốn được cái gì cho. Ê, bà làm cái gì vậy? Coi nè, coi tấm giấy nó để lại đi rồi nói. Gì? Làm cha mà không có trách nhiệm gì hết trơn á. Gì đây? Ba má cho con đi coi mắt chồng tương lai của con trước nha. Trời, ủa chồng tương lai nào? Không lẽ nó là cái thằng trâu nước hôm trước nó đòi cưới đó hả? Chắc là không phải rồi. Nó biết mặt thằng đó, cần gì phải coi mắt. Vậy chứ là thằng nào? Mẹ ơi, tôi nhớ rồi, nó đi Châu Đốc chắc luôn. Trời, nó lên đó làm gì? Hôm trước nó cằn nhằn cửa nhửa cái vụ cưới xin. Tôi có nói với nó là ông hẹn hò thề thốt kết thông gia với nhà chính be ở dưới Châu Đốc á. Dám nó mò lên trển luôn á. Ơi, bà không biết tính nó hay sao? Tự nhiên nói cho nó biết làm chi vậy? Nó lên nhà người ta nó làm ầm ĩ, rồi tôi với bà có nước độn thổ luôn à. Ghé chỗ nào vậy cô hai? Cứ chạy đi, chừng nào tôi kêu ghé thì ghé. Cô hai à, đi lòng vòng từ hồi nãy đến giờ á, tôi hỏi cô ghé chỗ nào á thì cô không chịu nói. Trời ơi, thì làm sao tôi biết được mà chạy? Trời ơi, mắc cười quá à. Tôi đang đi kiếm người quen thì anh cứ chạy đi, chừng nào mà tới á thì tôi kêu anh ngừng lại hoặc là ghé vô chỗ nào đó. Tự nhiên anh phải lo chuyện của tôi vậy? Trời ơi, làm trò quỷ gì vậy? Có biết chạy xe không? Cô hai à, tôi không chở nữa. Bây giờ tôi có chuyện phải về rồi, cô trả tiền cho tôi đi. Trời đất ơi, chưa tới chỗ mà tự nhiên cái bắt tôi trả tiền là sao? Tôi đã nói là cô phải trả tiền. Tôi hỏi cô cái chục lần rồi cô không biết đi đâu, cô không chịu trả lời. Giờ tôi mệt rồi, tôi không thèm chở nữa. Trời ơi, cô trả tiền cho tôi đi. Trả thì trả, làm như có mình không biết chạy xe ôm không bằng vậy. Nè, không chở thôi, làm gì thấy ghê vậy?
Sao anh tới tận đây vậy? Tại vì anh nhớ Út. Má em đang ở sau giường á. Nếu mà thấy anh ở đây em không biết nói làm sao nữa đó. Có gì đâu, thì anh sẽ nói thay cho em. Nhưng mà bây giờ sắp tối rồi, nói chuyện ở đây không có được. Có gì mai gặp rồi nói được không? Anh đang làm cái gì vậy? Buông em ra đi. Út, tuần sau anh phải lên Sài Gòn học tiếp rồi. Anh chỉ còn có 2 ngày cuối tuần để ở lại đây thôi. Anh phải đi hả? Thì bởi vậy cho nên anh mới tới đây giờ này. Anh không chờ được nữa. Út Hiền à, anh... Đừng anh. Út Hiền à. Trời ơi. Trời ơi, cái điện thoại quỷ này. Khi công lại mất sóng vậy trời. Trời ơi, không lẽ lặn lội xuống đây phải ở khách sạn hả? Mất mặt lắm á. Làm gì vậy? Cô có sao không cô? Chạy xe kiểu gì vậy? Dạ, hả? Tôi xin lỗi. Cũng muốn giết người hả? Dạ xin lỗi cô. Tại bạn tôi nó gấp quá nên thắng không kịp, xin lỗi cô nha. Lỗi phải gì? Có biết là cái bộ quần áo này bao nhiêu tiền không? Hả? Nhắm coi có đền nổi không? Tôi xin lỗi rồi mà. Hai anh em đi làm về trễ quá, hơi gấp. Với lại cô cũng không có sao. Thôi, xí xóa nghe cô. Thôi rồi, ai về nhà nấy. Xí xóa cái gì? Bây giờ đền không? 200 ngàn. Không đền thì đừng có hòng mà tôi bỏ qua nghe chưa? Nghe chưa? Cô thông cảm đi. Tụi tôi làm gì có nhiều tiền. Cô cho tụi tôi xin lỗi nha. Với lại quần áo của cô có rách chỗ nào đâu. Đúng rồi. Không rách thì nó dơ. Nó dơ không xài được. Thấy không? Bây giờ đền không? Hả? Bây giờ đền không? Có gì từ từ nói cô. Từ từ gì? Cái này gì đây? Ê, cô đừng có đụng vô nha. Trời đất ơi, bây giờ đụng vô nữa hả? Cái gì vậy? Trời ơi, chết rồi, chết rồi. Con gái anh lên nhà tôi sao? Phải rồi, má nó có kể sơ về gia đình anh chị cho nó nghe. Chắc nó ham vui, không nói không rằng, chạy tuốt lên trên đó rồi. Dạ, cháu nó đi lâu chưa? Từ sáng đến giờ nhà tôi không có khách nào tới kiếm hết. Nè, bà có thấy không? Anh à, không có thấy anh ơi. Sao anh không thử gọi cho cháu coi nó tới đâu rồi? Có, mà điện thoại nó gọi không có được. Tôi lo quá. Bây giờ tôi đang chạy lên anh nè. Anh thấy nó, anh giữ lại giùm tôi nha, được không? Dạ, được rồi. Để tôi coi, nếu mà thấy tôi sẽ gọi báo cho anh biết liền. Dạ, cảm ơn anh Chính. Dạ. Bà ơi, lẹ lên. Rồi, xong rồi. Từ từ làm gì mà hối dữ vậy ông? Chuyện gì vậy ông? Nhà anh Hào gọi xuống, nói con gái ảnh tự nhiên đòi lên đây kiếm nhà mình. Không biết có chuyện gì không nữa. Con gái nhà Thế Hào hả? Ừ. Vậy chắc là cái chuyện bữa mình cáp mối, bữa mà ông nói tôi nghe đó. Vậy cũng tốt. Dù gì thì thằng Đông nó cũng đang ở nhà. Gặp mặt bây giờ, mai mốt nói chuyện hôn nhân, không có bỡ ngỡ nhau cũng hay đó ông. Chuyện bữa đó là nói cho vui miệng. Bà nghĩ thiệt đến mức nào mà làm như là đúng rồi vậy? Tôi đâu có coi đó là chuyện nói chơi. Nhà đó có của ăn, của để. Con họ là có một. Trời ơi, thằng Đông mà cưới nó, không phải là nó cưới nguyên cái gia tài sao? Còn nửa mối nào ngon hơn chứ ông? Thời nay đâu phải như mấy chục năm trước. Nó thích ai thì cưới người đó cho nó. Nhà mình có nghèo đâu mà ép nó đi lấy vợ vào. Thôi, cho nó tự do. Để nó đi theo con đường của ông hả? Tôi nói nó cưới ai thì nó phải cưới người đó. Ông biết chưa? Mệt lắm. Nói với bà cũng như không. Bà không có móc hàm tôi thì ăn cơm không ngon hả? Ừ.
không biết nghĩ sao nữa. Đã vậy á thì để cho nó ở dưới đó chơi vài ngày đi, gấp gáp kéo nó về làm chi không biết nữa. Bà không có hiểu cái gì hết. Cái gì cũng phải từ từ. Bộ bà muốn tôi mang tiếng là có một đứa con gái bị ế, phải tự đi tìm trai hay sao hả? Cái gì mà dữ vậy? Thì thôi cứ coi như mình đi xuống dưới đó, mình gặp cái mặt thằng đó tí không được sao? Nói như bà biểu sao người ta không nói là nông cạn. Có ham làm xui với cái nhà đó cỡ nào thì cũng phải giữ giá của mình chứ. Bà hiểu chính be bằng tôi không? Xuống tới đó thấy con mén là bắt nó về liền. Để coi cái nhà bên đó sao cái đã, rồi từ từ mình mới tiến, hiểu không? Biết rồi, khỏi phải dặn. Con về đó hả hai? Dạ. Đi đâu từ sớm tới giờ vậy? Cô ngoài đậy dưới bếp á, xuống ăn miếng đi con. Dạ, chút nữa con ăn. Mấy nay nhờ con Điển nó qua nó phụ. Ngoại không có làm gì nhiều nên nó cũng đỡ đau lưng. Mà bữa nay ở ngoài bè bộ bận lắm hả con? Vì sao con về trễ quá vậy? Dạ, cũng hơi bận bận chút đó ngoại. Con có sao không hai? Con hơi mệt chút xíu hả? Chắc tại con đi bộ về xa. Con đi xa thì chạy xe đạp, chứ từ ngoài vô đây trời ơi đi bộ hao sức lắm. Sao lúc này ngoại không thấy con bỏ ống nữa vậy? Hay tại lúc này ngoại bệnh rồi con lấy tiền lo thuốc cho ngoại phải không? Mà không chừng sau này con khỏi cần để dành tiền nữa, không phải tại ngoại đâu. Mà nhanh dữ vậy? Chị đi theo tôi làm gì? Báo hại tôi bị ông rượt vậy chưa đủ sao? Phải tại tôi đâu, tại mấy con ông chứ bộ. Nè, không nhờ tôi á, giờ này á, cái mặt của chị á bự như cái ổ bánh bò nướng rồi. Mà nhìn kỹ nha, chị cũng đâu phải hàm hương đâu. Làm gì cái đám ông bu dữ vậy? Ăn mặc như vậy chắc cũng không phải con nhà nghèo. Chị ở Sài Gòn hả? Long Xuyên. Mẹ. Ủa, ba má. Trời ơi, cái con nhỏ này, mày đi đâu cũng phải báo cho ba má mày một tiếng chứ. Mày làm vậy là làm sao? Ai biểu má, con kia má dắt con đi thì má cứ lần lửa hoài, má không chịu dắt. Cho nên con... Ủa mà có chuyện gì ba má lên tới đây vậy? Mày còn hỏi nữa hả? Không phải là tại mày hết hay sao? Hả? Ủa?
Mày làm cái gì mà mặt mũi mày tùm lum vậy men? Con... Dạ, chỉ bị ông rượt á. Nhờ có con mà chỉ mới chạy được về tới đây đó. Làm sao vậy men? Con nhỏ này nó nói cái gì vậy hả? Đó, ta nói rồi đó, bị ông rượt cho nên mới te tua vậy. Trời ơi, bị... Trời ơi, hả? Chết rồi. Cái gì? Cái gì? Ủa, chết rồi. Nãy giờ lo chạy đồ đạc cho mất tiêu chơi rồi. Trời, trời ơi là trời. Mén ơi là mén. Mày làm cho ba má xấu hổ như vậy, mày mới chịu hả con? Trời ơi. Ba má. Ủa, trời ơi. Anh. Dạ. Anh mới nói mà tới liền rồi hả? Dạ. Chào anh Chính. Dạ, dạ chào anh. Chào, chào chị. Mà hay quá, tụi tôi vừa mới tới thì gặp ngay con gái của tôi. Dạ, 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 dạ. Má, người quen hả má? Ủa, con nhỏ này nó là con gái của anh chị hả? Nó là đứa út của tôi đó. Thiệt là tình cờ nghe. Con gái anh á, nó cứu con gái của tôi khỏi bị ông đánh. Đúng là có duyên quá đi. Cảm ơn con gái nhiều lắm nghe. Dạ. À, ừ, đây là con gái của anh chị hả? Đúng, nó là đứa con duy nhất của vợ chồng tôi đó. Hồi nhỏ khó nuôi nên đặt tên nó là Mén. Dạ. Trong khai sinh nó tên là Hương Lài đó chứ. À, con chào hỏi đi. Đây là hai bác Chính mà ba má đã nói với con rồi đó. Ủa, vậy là con tới đúng chỗ rồi hả? Má, anh đâu rồi? Anh đâu rồi? Người má nói á, thật giỏi đẹp trai đâu rồi. Xin anh chị bỏ lỗi cho. Con gái tôi nữa thiệt thà, nghĩ đâu nói đó, nó không suy nghĩ gì hết trơn á. Dạ, không có sao đâu anh à. Dạ, dạ. Là cái gì của ảnh nhờ? Tôi hả? Ờ, em gái. Trời ơi em gái, vậy là từ nay hai đứa mình là hai chị em. Như vậy là tối nay chị ở lại đây chị ngủ chung với em nha. Mén. Mén. Con muốn ở lại á thì con phải hỏi ý hai bác cho phép thì mới ở chứ. Con ở cái gì mà ở? Ba má chạy xuống đây kiếm con là để đón con về liền. Hối, con về đâu? Con chưa gặp được ảnh, con không về đâu. Trời ơi, không có gặp ai hết. Ba nó nói về là về. Ông nè, dù sao thì cũng đã xuống tới đây rồi. Hay là cứ... Tôi đã nói về là về. Ôi, đi về. Về đâu. Xin lỗi anh chị nghe. Dạ. Chào. Để lần sau tôi dẫn nó xuống đây để coi cho nó tử tế. Chứ bây giờ coi cái tình cảnh nó như vậy, làm sao tôi yên tâm để nó lại đây chơi được nghe. Không, không, không sao đâu. Anh chị để cho cháu ở lại chơi vài bữa cho vui. Đó, bà nghe chưa? Con về đâu. Trời ơi. Má cho con đi đi má. Bà nói về là về mà. Ông. Ông. Má. Ông. Má. Dạ, anh, dạ, anh chị thông cảm nha. Dạ, dạ. Ông, ra coi sao. Má làm gì vậy? Mau lên. Không có về đâu. Lên xe. Má. Má. Dạ, tôi xin lỗi anh chị nghe. Khuya dữ lắm rồi mà còn phải làm phiền gia đình anh chị nữa. Bây giờ vợ chồng tôi phải quay về dưới liền. Rồi để tuần sau tôi sẽ thu xếp công việc rồi đến thăm anh chị, rồi mình sẽ nói chuyện nhiều hơn nghe. Dạ. Ờ, nhưng mà nhưng cái gì anh nữa chị, đi xe về cẩn thận ha. Dạ, dạ. Thôi đi đi. Trời ơi, bộ bà muốn ở đây chơi như con mén hay sao? Không, chuyện gì vậy cả? Tôi không hiểu gì hết. Cái con nhỏ đó là cái đứa mà bà muốn hỏi cho thằng Đông đó hả? Ừ. Bà hay quá ha. Má, chuyện này là sao? Má tính gả anh hai cho chị đó thiệt hả? Cái gì mà gả anh hai? Con này thiệt, nó ngược. Con 18. Ăn đi.
cho tao cái coi. Dạ dì Tám uống đi. Anh à, bữa nay có thằng Hai nó mời anh ly này, mình cùng uống à. Anh uống trước đi rồi tới lượt em. Vô. Dì Tám mời rượu Dượng Tám kiểu đó, làm sao ông uống? Mày không biết gì hết trơn. Trời trưa nắng gắt muốn cháy da. Để cái mặt ông đưa ra ngoài bạc màu lợt lạc hết. Còn đâu vẻ đẹp trai của chồng tao hả mày? Thấy gì với Dượng Tám yêu nhau mà con thèm quá. Để có được tình yêu thiên trường địa cũ như vậy đâu có dễ, phải không gì? Đó. Mày nói đúng lắm, đúng lắm. Cái gì mà thiên thiên gì đó. Chà, không ngờ thằng Hai mày cũng văn chương dữ chứ. Thôi, vô đi dì Tám. Uống một ly, không biết nỗi buồn có bớt đi. Y chang như rượu trong chai này không nữa. Để ba mày thấy mặt á, ông chửi chết cho coi. Hỏi coi vậy có tức không? Con đã mất công lên tới tận đó, sao ba má không để con ở lại luôn? Chờ chút xíu nữa là gặp được người ta rồi. Mày đó, tính bôi trò trát trấu lên mặt ba má mày tới chừng nào nữa hả mén? Hả? Thiệt hết chuyện nói rồi. Con gái mà xách thân lên trên đó đi tìm trai, để đồn ra ngoài thì còn mặt mũi nào mà nhìn thiên hạ nữa hả? Mày thiệt. Ta muốn lấy chồng ở gần thì ba má chơi nghèo không cho. Gợi vợ hả, hứa làm xui với nhà ông chính bè. Con chỉ muốn lên coi mặt chồng tương lai của con ra làm sao thôi. Bổn đường hả? Mày mày ngu quá con ơi. Hứa hẹn là cái chuyện của người lớn, đã vậy thì cứ để cho người lớn người ta sắp xếp cho. Mày làm vậy được cái gì hả? Tao với má mày chỉ có mình mày là con thôi. Mày còn sợ hai cái thân già này đi lo cho đứa khác hay sao hả? Ông à, vụ này giờ tính sao ông? Tôi sẽ gọi điện cho chính bé, rồi coi ngày mày họ xuống đây ăn bữa cơm, rồi nghĩ đại cái lý do dịp dùng gì đó cũng được. Thăm dò ý họ ra làm sao cái đã, rồi mình tính tiếp. Ừ, ông tính vậy coi cũng êm đó. Mày, mày làm cho cả nhà rối lên à? Còn đó. Mấy giờ xe tới đó?
Ba nói là để ba kêu xe riêng cho con đi mà sao con không chịu. Dạ thôi khổ đi ba, con thanh niên trai tráng tự đi xe ngoài cũng quen rồi, với lại nó cũng tiện nữa ba. Thấy chưa, là tôi nói ông hoài à, mua cái xe để có việc gì đi cho nó tiện. Ông tìm mọi lý do để đừng có mua. Có chuyện cần á, có xe đâu đi, đúng không? Lên trển rồi còn đi theo tàu luôn hả? Mấy tháng mới về sao? Dạ, tại con được tuyển vào đợt thực tập đặc biệt, con được theo tàu diễn dương ra nước ngoài luôn đó ba. Nếu vậy thì tốt. Hay, con học hành vậy thì ba má mới yên tâm. Con á, cứ lên Sài Gòn học đi. Học xong về đây á, má bàn với con cái chuyện thành gia lập thất ha. Con á, cũng tới tuổi rồi mà. Má, thôi đi, chuyện đó có gì đâu gấp. Con học ra trường rồi á, con còn phải lo công việc của con nữa. Với lại, cái chuyện đó má cứ để cho con tự lo cái chuyện tình cảm của con đi. Má đừng có bận tâm mấy cái chuyện đó được không má? Ờ, cái thằng này dĩ nhiên là không có được rồi. Làm cha mẹ phải có trách nhiệm dựng vợ gả chồng cho con cái. Thôi thôi, má không có nói nữa. À, má có chuẩn bị cho con một giỏ đồ ăn nè, mắm nè, cá khô nè, nguyên một giỏ luôn vậy đó. Chừng nào xe tới, má kêu bà Sáu xách ra gửi ở đằng sau, con đem lên trển để mà ăn hen. Nó mới vừa lên Sài Gòn là nó đi tàu liền, thời gian đâu mà nó ăn mấy cái thứ đó. Bà làm chuyện mắc công không nè. Nè, nó không ăn hết thì nó đem theo tàu để bạn bè nó ăn, có làm sao đâu. Cho người ta hưởng chút đỉnh thì người ta đối xử tốt với con trai của mình, phải không ông? Dạ, thôi thôi, con đem theo cũng được, không sao đâu. Ờ, vậy đi. Ba má đừng có bận tâm có chuyện nó làm gì cho mất công. Ừ. Cãi giả nhau làm gì hả? Ừ. Dạ, con xin phép ba nha. Ừ. Ai đâu mà thèm bạn với bà, lúc nào cũng làm mấy cái chuyện không đâu không. Nè nè, ông nói gì hả? Con nó chưa đi, biết không? Bà rồi nó nói. Mắc công ghê á. Cậu công tử đó đi học thì cứ đi đi, sao mình phải gian nắng ở đây chờ đưa tiễn? Nhiều đó thời gian làm thiếu gì công chuyện. Ờ thì cậu Mạnh Đông cũng là bạn của tụi mình mà em. Lần này cậu đi học xa thì mình cũng phải tiễn đưa mới đúng tình nghĩa chứ. Sao nãy giờ không nghe mình lên tiếng vậy Hiền? Ờ thì đâu có gì để nói đâu. Không biết chừng nào mới chịu ra nữa. Đợi nãy giờ cổ dài như cò rồi, chán quá. Tới rồi kìa. Xin lỗi nha, tại tôi lo chuẩn bị đồ đạc cho nên tôi tới hơi trễ. Mọi người chờ tôi có lâu chưa? Dạ lâu, nhưng mà không có sao hết á. Chừng nào anh mới đi? Còn khoảng 2 tiếng nữa à. Anh tới sẽ gọi về. À mà không, anh tới nên anh sẽ viết thư về cho em yên tâm nha. Được không em? Dạ. Cậu lên Sài Gòn giữ sức khỏe nghe. Chúc cậu học hành tiến bộ thành đạt nghe. Dạ, cảm ơn anh hai nhiều. Lần này được về gặp anh hai cũng như gặp mọi người, tôi vui lắm. Tôi sẽ sớm quay về. Tôi đã có dự tính hết rồi, sẽ không lâu đâu. Cô Điển, cô ở nhà giữ gìn sức khỏe nha. Hy vọng lần sau tôi về vẫn thấy cô tươi cười nhí nhảnh như bây giờ ha. Ừ, anh đi Sài Gòn cũng vui nha. Rảnh thì về đây chơi. Qua lần này anh cũng biết mà. Ừ. Xứ mình cũng còn nhiều thứ vui lắm. Tôi đã hứa thì tôi sẽ làm mà. Ừ. Quyết định vậy nha. Ừ. Thôi xe sắp tới rước rồi, tôi đi đây. Tôi sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Anh đi nha.
Thank you.